Kính thưa quý vị, ở thời điểm ghi hình thì thời tiết Hà Nội trong buổi sáng khá là dễ chịu, có những cơn mưa nhỏ. Tuy nhiên đến buổi trưa thì quý vị đều nhìn thấy Cường bị toát hết cả mồ hôi bởi vì thời tiết khá là oi nồng. Hy vọng là ở thời điểm phát sóng thì những cơn gió của mùa thu sẽ có thể làm cho thời tiết dịu lại. Và chúng ta cũng đã sớm xác định được những chủ nhân của những chiếc vé đầu tiên ở vòng 1-8. Những trận đấu vừa rồi được giới mộ điệu đánh giá là khá cân tài cân sức ở trong tất cả các cặp trận vừa qua. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cũng sớm biết được ai trong hai cái tên Đỗ Văn Tư hay là Nguyễn Hoàng Kiên sẽ có mặt ở vòng 1-8. Kỳ thủ Đỗ Văn Tư là người mặc áo đỏ và đi tiên trong trận đấu này. Anh được đánh giá là một bất ngờ của giải khi đã rất xuất sắc vượt qua vòng loại để trở thành một trong 32 kỳ thủ xuất sắc nhất của miền Bắc để tham gia vào trận thi đấu ngày hôm nay. Còn đối diện với anh là kỳ thủ Nguyễn Hoàng Kiên, anh đến từ câu lạc bộ Kỳ Hữu. Anh Kiên thì ngoài là một đấu thủ ở trong trận đấu này thì anh còn được biết đến với vai trò là nhà tổ chức của rất nhiều các cái giải cờ không chuyên ở Hà Nội. Và xin được phỏng vấn hai anh. Các anh đã từng theo dõi các trận đấu ở trong vòng chung kết khu vực phía Bắc 3 cho đến 4 trận trước đấy rồi, thì anh đánh giá như thế nào về trình độ cờ của các kỳ thủ trong năm nay? Tôi đánh giá là nói chung là người ta xuất sắc vào cái vòng này là phải cao. Được giới hâm mộ đánh giá anh là một bất ngờ của giải năm nay ở khu vực miền Bắc, anh đã làm thế nào để vượt qua các kỳ thủ khác? Báo cáo là tôi là sự may mắn của tôi cũng do sự bột phát của tôi, do anh là tôi cũng không biết là thế nào mà tôi được vào. Vâng, có thể nói đấy là xuất thần đúng không ạ? Vâng, thưa kỳ thủ Nguyễn Hoàng Kiên, anh có thể nói gì về những trận đấu hấp dẫn vừa qua anh đã chứng kiến? Các kỳ thủ đều có những sự tiến bộ không ngừng trong cách chơi, từ lối chơi đến bài bản đến khai trung tàn đều rất là tốt, nhiều bán đấu công sát và rất là hay. Tôi thấy là trình độ cờ của trong vài năm gần đây là các kỳ thủ phía Bắc đã tiến lên một bước rất là tốt. Thưa anh, trong các kỳ chặng cờ đất Việt các năm trước thì anh có theo dõi hay không? Tôi có theo dõi và câu lạc bộ tôi là câu lạc bộ có vận động viên đầu tiên là vô địch chặng cờ Quý Tỵ năm 2013, đó là kỳ thủ Phạm Quốc Hương. Thưa anh là người đã từng theo dõi rất sát các cái giải năm trước, vậy thì xin anh hãy đánh giá cho khán giả truyền hình biết được là cái mức độ thay đổi của cái giải năm nay so với các năm trước như thế nào? Năm nay thì tôi thấy là những cái lớp trẻ kế cận của Hà Nội hiện tại là đã rất nhiều các kỳ thủ trẻ lọt vào 32 người và đấy là một cái tin mừng cho cái làng cờ miền Bắc đã có những cái bước tiến bộ rất là to lớn trong mấy năm vừa qua. Vâng, xin cảm ơn anh. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta hãy đừng rời màn hình để chuẩn bị theo dõi những diễn biến hứa hẹn là sẽ rất hấp dẫn của trận thi đấu giữa kỳ thủ Đỗ Văn Tư và Nguyễn Hoàng Kiên. Quý vị hãy nhớ đón xem trên VTC2, VTC3, Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo và YouTube Sông Mã Ca. Khi xây dựng, tôi chọn xi măng bền bỉ, dẻo dai. Khi đổ bê tông, chúng tôi lựa chọn loại xi măng có độ cứng hoàn hảo và tuyệt đối ổn định. ローソン工場における先端技術で高品質のセメントを製造いたします。Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn, tạo dựng mọi công trình. Trận đấu bắt đầu, tốt 7 tấn 1, kỳ thủ cầm quân đỏ Đỗ Văn Tư, phá 2 bình 3, pháo 8 bình 5. Và người ngồi bên cạnh tôi trên cabin bình luận ngày hôm nay vẫn là một tên tuổi hết sức quen thuộc, anh Vũ Hữu Cường. Vâng, xin chào anh Trung và xin chào quý vị khán giả. Và rất nhanh mời anh bước vào đến với thực chiến của bán đấu. Vâng, sau 2 nước cờ thì bên đỏ anh Thành thì tuyên ngân chỉ dẫn rất tốt về pháo. Và bên trong thông thường thì trong hình huống như thế này, bên đỏ đã sử dụng cái đường vào phóng bình.
Nguyễn Hoàng Kiên, biệt danh là bang chủ Nguyễn Hoàng Kiên. Anh Kiên là chủ tịch câu lạc bộ cờ tướng Ký Hiệu Hà Nội, cũng là một người rất yêu cờ, là một mạnh thường quân của làng cờ Hà Nội. Mở cho cánh bãi biển phát triển, hiện nay đã đi 14 tấn 1 và xoay 96, 4 tấn 5, đi rất nhanh. Đỗ Văn Tư tuyên bố là sẽ chơi những trận cờ đề đời ở trong giải chặng cờ đất Việt này, 3 năm liền tham gia, đến năm nay mình có thể giành được thành tích lọt vào top 32, một cái chiến quả xứng đáng cho những nỗ lực của lão tướng Đỗ Văn Tư. Đúng như anh Cường nhận xét, cánh xe của Đỏ rất thông thoáng. Các bạn đang xem trận đấu thuộc vòng 1/16 chặng cờ đất Việt năm 2016 giữa kỳ thủ Đỗ Văn Tư đến từ câu lạc bộ Phúc Yên, người cầm quân đỏ, và kỳ thủ Nguyễn Hoàng Kiên đến từ câu lạc bộ Kỳ Hữu Hà Nội, người cầm quân xanh. Giải đấu nhận được sự tài trợ chính của công ty xi măng Long Sơn, công ty cổ phần khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ, công ty Funai 4/7, khách sạn Minh Cường Đông Anh và khách sạn Dritz Hotel thành phố Ninh Bình. Các trận đấu của chặng cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên VTC2, VTC3. Ngoài ra các trận đấu cũng được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và Diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Vừa rồi là pháo 7 tấn 4. Vâng, tôi nghĩ là cái nước cờ đi vào 87 với tên của nước cờ sai lầm. Cái đi nước cờ như thế thì mà đâm lên đưa con xe 6 vào cái vị trí là không nổi lên được. Không tiến lên, nếu tiến lên sẽ bị xe đâm về. Nếu pháo 87 và Nguyễn Hằng Kiên đúng là cần phải xem lại. Pháo 3 bình 4 rồi. Vâng, một đường đi tạo cho bên đen coi như đưa pháo ra ngăn lại xe. Cái nước cờ như thế này tôi thấy là có thể đi pháo 7/2, cũng là nhìn nước cờ không hay lắm. Bây giờ là mời đổi xe, xe 4. Đổi xe rồi. Bây giờ là ăn sĩ về hay là ăn xe qua? Vâng, trong một cái hình cờ như thế thì tôi nghĩ là đỏ có thể suy nghĩ kỹ và đi một nước cờ có lực ngay thì bên em rất là nguy hiểm, không nhìn thấy chưa? Xe 4/6, vâng, một nước đi tương đối chính xác và buộc cho bên đỏ buộc phải lên 4 tấn 5. Vâng, và bây giờ sẽ là xe 6 tấn 2. Thọc pháo lên phản công. Vâng, và rất hay. Pháo 2, pháo 6. Chuẩn bị xe 8, bình 2. Vâng, tôi đã thấy là bên đỏ đang chấm tay và chuẩn bị lý xe 8 bình 2. Rất cẩn trọng, thầy giáo Đỗ Văn Tư thì trước trận tôi còn nhắc rất nhiều là không nên chấm chỉ trên bàn cờ. Nhưng có lẽ là thói quen thì hàng chục năm nay rồi, ông vẫn cứ phải chấm và lại chấm. Xe 2 tấn 3 rồi. Trong trường hợp buộc phải giật xe về đấu, à, không đâm xe. Từ lúc nào đâm được, chưa vội đâm. Tôi nghĩ là chiếu trước rồi ăn giảm pháo thì đồng ý rồi. Tôi nghĩ là cũng tương tự đấy anh Cường. Mã 1 tấn 2. Tôi nghĩ là 17 tấn 1. Chàng tôi thằng sau, không thể ăn xe qua được. Sẽ bị chiếu cục ngay. Và sẽ làm 2 tấn 1. Hoặc cũng có thể là 2 tấn 3 bắt pháo. Ăn tốt biên. Đâm chiếu. Vẫn chấm tay ở bàn cờ, thói quen hết sức dễ thương.
giật về bắt pháo. Lại ấn xe lên chắc. Vẫn đâm chiếu và giật. Là giật về hàng. Đây là giật về hàng tốt. Nếu mà cứ đâm chiếu giật về này sẽ hòa. Nhưng chắc chắn anh Đỗ Văn Tư không muốn như vậy. Có thể là một vài thủ pháp của lão tướng là lấy giờ của đối phương. Vâng, một nước đi tương đối chính xác. Vâng, ta thấy đây là bên đỏ, thấy bên đỏ đang chấm chấm vân tay vào điểm bắt mãi cũng như là không cờ về ông sai như thế là không hợp lý. Tượng 7 tấn đâu? Vâng, mục đích chắc con tốt 7 chạy đi khỏi vị trí và phục nước cờ bên đỏ sẽ là C6-3 mở đường cho mã lên. Binh 7 bình 6. Bây giờ là C6 bình 3. Binh 6 tấn 1. Và bây giờ sẽ là binh 5 tấn 1. Tôi nghĩ là đỏ thực ra cần đi binh 7 tấn 1 lâu rồi. Vâng, và sẽ là binh 7 tấn 1. Rất khó chịu. Ăn tượng được 5 tấn 7. Và các bạn đang xem các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu chặng cờ đất Việt Cúp Xi Măng Long Sơn năm 2016. Giải đấu nhận được sự tài trợ chính của công ty Xi Măng Long Sơn, công ty cổ phần Quán Việt Tiệp và nhà tài trợ công ty Infull 24/7 khách sạn Minh Cường Đông Anh và khách sạn Elite Hotel thành phố Ninh Bình. Các trận đấu ở chặng cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên VTC2, VTC3. Ngoài ra các trận đấu có được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Đảo. Kính mời vị khán giả đón xem. Trước mặt các bạn là trận đấu thuộc vòng 1/16 giữa kỳ thủ Đỗ Văn Tư cầm quân đỏ, lão tướng đến từ câu lạc bộ Phúc Yên và bang chủ Nguyễn Đăng Kiên, kỳ thủ đến từ câu lạc bộ Cờ Khí Hà Nội, người cầm quân bên xanh. Rất hấp dẫn, ưu thế đang nghiêng về bên đỏ. Tôi nghĩ là bên đỏ sẽ là gác tượng lên, đồng thời tận dụng cơ hội đưa tốt xuống cánh trái của bên này. Gác tượng lên có sợ vỡ tốt đầu không thưa cửa? Vâng, nếu vỡ tốt đầu, ăn tốt đầu thì tôi nghĩ là chưa có gì nguy hiểm cả. Ăn tốt đầu thì lại xuống tiếp tốt nữa. Xanh lại có cơ hội phản công lại. Và tôi nghĩ là có khả năng là đến đây là bên xanh đang phản tiện. Bây giờ có thể đi binh 6 tấn 1. Binh 6 tấn 1 thì sẽ là xe 3 hóa 1. Trong trường hợp mà mã nhảy lên tấn công là có thể thúc tốt xuống trợ công ngay. Anh Kiên đi xe 6 binh 8 dọa sát cục. Vâng, từ nghĩ nước này không hay. Nghĩ nước này tạo cho bên đỏ thoát hiểm ra đường và lên xin. Chỉ 6 tấn 5, đúng như anh Cường dự đoán. Vâng, còn đây bên đỏ đây sẽ là 6 tấn 5. Chuyển tàn thì tôi nghĩ là xanh kém nặng. Vâng, tuy nhiên xe báo tốt, các bạn lưu ý. Đỏ, bên đỏ chưa lên được. Trong đó xe báo tốt, đối đen đang ở vị trí trên cao. Tuy nhiên là khả năng đối đen chưa có gì, vẫn chơi được. Thank you.
Binh 5 tấn 1. Chiếu tướng. Thời gian dành cho bên xanh chủ động tương đối ít, tương đối e ngại. Vâng, có thể sẽ là vào 9 lại thôi. Nếu như bên đỏ mà xuống tướng thì bên đen sẽ là binh 5 tấn 1. Ăn tượng. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm rằng bên xanh không đủ lực để kết thúc bước đỏ. Rồi, đến đây sẽ là nếu như đây binh 5 tấn 1 thì bên đỏ cũng có thể sẽ là xe 3 tấn 1 tới. Đâm chiều buộc phải lên tướng rồi. Có thể sẽ là binh 5 tấn 1. Dọa sát cục, không để ăn xe được, nếu không vỗ pháo vào cục ngay. Bây giờ có thể đâm chiếu, cứ đâm chiếu giật về thì có thể là đỡ hỏa được. Nhưng mà anh Tư, lão tướng Đỗ Văn Tư sẽ không cho phép điều này xảy ra. Anh Kiên rõ ràng là mong muốn đưa trận đấu về tình cờ chớp. Thời gian dành cho bên đỏ đang là 12 phút, dành cho bên xanh chỉ còn hơn 3 phút mà thôi. Liên tục làm khó, sử dụng xe khó chốt. Xanh vừa nốt chém sinh rất hay. Nếu mà sinh lên chém ngựa và phục nước sau sẽ là tốt 4 tấn 1 chiều tường. Vâng, có cảm giác như trong hình cờ này là bên xanh đang và thế xe có tốt đánh rất dữ dội. Và xe pháo đánh với xe 3 chốt. Tôi nghĩ là một sự lựa chọn tương đối chính xác của lão tướng Đỗ Văn Tư. Tôi nghĩ là xanh cho xe về hàng hợp lý hơn là nước giật về bắn tốt. Vâng, đúng là đuổi cái nước giật về bắn tốt này. Theo dạng là đuổi chạy đằng đuôi. Tốt tôi đang muốn sang cái giật về bắn. Vâng, có 3 tốt đánh là tôi nghĩ là đỏ vẫn chơi được. Thôi thì tôi cho rằng đỏ chơi rất được vì hai con tốt phải dính ra nhau rồi. Vâng, khi ba tốt mà kẹp vào đứng ở trục trung lộ thì có thể chém xe vào pháo và hình thành là ba con tốt có thể vào một xe và tôi còn cho rằng trong thời gian ngắn này anh Tư còn muốn thắng nữa cơ. Vâng, nếu muốn thắng thì có thể đi bên ba một công hai. Rất chính xác. Phía sĩ
Vào đổi tốt là sĩ. Vâng, trong khi mà bên đen mất sĩ với khả năng là một làn mà nước đi sai lầm của bên đen thì đưa tốt xuống dưới hàng dưới. Vâng, đưa cờ này thì vỡ tung đôi sĩ rồi, rất nguy hiểm. Vâng, bên đây nếu như mà đỏ đi vị 6 tấm 1 thì sao? À, từng nghĩ đi về đó thì gần như là chắc thắng luôn. Vị 6 tấm 1 là nước sao là sai 4 vị 6, sai 4 vị 6, dọa tiếp tục vị 6 tấm 1. Ăn chè là chưa. Còn nước cờ này là sai lầm của bên đỏ. Vâng, ăn chè thằng trước không ai được. Sai thằng trước không ai được. Đúng là đánh cờ nhanh thì lão tướng có thể hơi vội vàng và đi. Tốt 6 tấn 1 của nước cờ để kết thúc trận đấu này. Chờ bình luận của anh Cường. Vâng. Lại lấy tay đo đạc, bây giờ buộc phải đi xe 6 tay 2 rồi. Dọa chém pháo vào tôi. Đánh hỏa. Vâng, nếu như xe 6 tấn 2 thì lại thoái pháo về bắt. Rất tiếc nuối. Vâng, lại bị trong xe. Bây giờ nếu mình 5 tấn 1 liệu có cơ hội thắng không chưa anh Cường? Không được, nếu ăn xe săn xe về. Nếu như ăn xe thằng tượng là vỗ mặt cái cục ngược lại ngay. Nếu mình 5 tấn 1 thì xe về thì đỏ bắt lại xe. Đang vừa bắt xe vừa bắt ít. Vâng, tôi còn sót cái nếu bắt hết đó. Vâng, nếu như tình hình mà bên đỏ là thoái hai và bên kia thì nó lên cũng như là sẽ hòa. Sẽ hòa. Đúng là có thể là trên ghế nóng của trận cờ đơn Việt thì áp lực quá lớn dành cho lão tướng. Những cái khát khao mà ông đang thể hiện nhiều khi lại là làm cái đường cờ đi không được chuẩn xác. Vâng, một nước cờ phê pháo rất là tốt. Không ăn tốt vào pháo đâu. Nếu như vậy sẽ bị gỗ ăn về là Hoàng Anh. Rất đáng tiếc cho lão tướng đến từ Phúc Yên, Đỗ Văn Tư. Rất nhiều cơ hội đã đến. Ưu thế từ đầu đến cuối. Lúc bị phản công thì đã quyết định dũng cảm bỏ đi một con ngựa. Và đến lúc giành thắng lợi đến tầm tay rồi thì lại bỏ lỡ. Rất phi. Bây giờ thì khó thắng rồi. Tốt không thể chui vào tâm được tại vì là bị ngòi pháo. Vâng, sẽ là xe đi qua bắt tốt. Vâng, trận đấu đã kết thúc hòa. Và xin mời quý vị chờ đợi ít phút trước khi theo dõi ván đấu cửa nhanh. Trọng tài đang làm thủ tục và lão tướng Đỗ Văn Tư vẫn tiếp tục được đi tiền. Binh 7 tấn 1, tượng 7 tấn 5, mã 8 tấn 7 rất nhanh. Sẽ có 6 phút đối đầu với 4 phút. Bên đen đã thoái pháo vào chiều quốc lộ 7 tấn công một cái phát triển của bên đỏ. Đồng thời bên đỏ đã ra một con xe khác và tấn công một chiều. Quật chiếu. Vâng, được đi tương đối chính xác. Rất có lực, rất có lực, rất có lực. Lại phải thoái mã về, giữ tốt. Và có thể sẽ là có 5 thoái 2. Đỏ vẫn đang chiếm ưu thế. Theo nước cờ nếu như ở bên đỏ lúc mã 6 tấn 5 ở bên đây không ăn mà lên sĩ thì tôi nghĩ là hay hơn. Ăn sĩ như này sẽ phá cho nên đây là đỏ và bên đỏ sẽ ăn pháo lên và nước sau là lên tận vị trí. Ở trận đấu trước với ưu thế rất lớn, lão tướng Đỗ Văn Tư đã bỏ lỡ cơ hội và ở trận đấu này sau khi bốc thăm ông tiếp tục giành được quyền đi tiền.
tuy nhiên phải chấp hòa. Vâng, có một cái điều rất giống nhau là hai ván cờ nó vẫn tư đến thế tốt 7 của tốt 5. Án tượng rồi, vỡ tượng rất nguy hiểm. Bình 7 tấn 1 tràn tốt sang sông. Có lẽ sẽ là bình 3 tấn 1. Mã 7 tấn 6 đang sử dụng phá bắt ngựa. Bình 3 tấn 1 rất chính xác. Thầy giáo Đỗ Văn Tư ấy, thì do đánh cờ giang hồ nhiều, cờ phủ nhiều thì có thể nói là sử dụng đồng hồ không được chuẩn cho lắm. Và những cái lúc mà quan trọng thì tôi cho rằng là người xanh sẽ xử lý tốt hơn. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Đấy, các bạn có thể thấy được rằng người xanh xử lý cờ nhanh bắt đầu tương đối hay rồi. Vâng, tôi nghĩ đấy, nhưng mà là kinh nghiệm của các bạn là sẽ là xanh đủ xanh. Bình 5 tuần 1 à, đơn này tôi nghĩ là đơn này không chính xác của bên đỏ. Hơi vội đúng không? Trong tình huống như thế này, cũng là những đối xe của quý lơ thúc của tôi ở bên mở đường, mở hàng cốt để cho cánh con xe sức đen hoạt động bảo vệ phá và đồng thời đệm nước đã để được. Xe 1 bên 2 2 nước cờ mã 8 tuần 6 tạo cho bên đen có cái hình cờ đẹp hơn. Bây giờ là xe 1 bình 4 buộc phải ăn rồi. Rất nhiều lựa chọn. Vừa rồi nước ăn tôi biết là tôi không đồng ý đâu. Trong cái tình huống này cần phải đánh nóng. Và tôi biết là vô hạn, không nhất thiết là phải ăn. Đi bình 5 tấn 1 rồi thúc tiếp xuống bắt tượng, rồi có thể trả bình 7 tấn 1 ra. Tại vì các bạn có thể thấy là một con xe này có thể giải quyết được rất là nhiều thứ. Một nước cờ có thể nói là hơi tiện tay của lão tướng Đỗ Văn Tư. Binh 5 tấn 1 chiếu tướng rồi. Nếu xuất ra có thể có tượng. Nhưng xuất ra bắt đại sĩ thì kia đỏ đen chắc chắn là đại sĩ. Đặt xe về. Ăn sĩ à, vừa rồi ăn pháo và bây giờ đang đe dọa ăn sĩ. Do ăn cả tượng nữa, rất hay và đối rất hay. Đây là đến đây đỏ thì đi qua phá ba thì một chưa vấn đề gì cả. Bỏ sĩ đúng không ạ? Bỏ sĩ thấp này. Vâng. Xe pháo thì có một câu rất vui là xe pháo thì húp cháo cũng chưa chắc có thể sát thủ được ngay đâu. Thì như thế thì khi đó đỏ sẽ xanh đang bị gãy tượng rồi, đỏ sẽ dùng ít nhất là xe mã tốt để công thành. Đây cũng làm nước cờ hợp lý nên bắt tiếp, sau đó nhảy ngựa lên. Vâng, sẽ là xe này, xe 8 tháng 1 cơ hội tràn trề cho bên đỏ. Không việc gì phải lên sĩ nữa thì bây giờ đi có thể đi mã 3 tuần 5. Đi mã 3 tuần 5 ngay. À, vừa rồi lên sĩ làm nước cờ tương đối là trượt chuẩn mã 3 tuần 5 thì giờ xe về nhảy mã 5 tuần 3. Đường cờ rất là mạnh. Đúng là trong thời gian ngắn thì lão tướng có vẻ có nhiều lo lắng đi cờ không được chuẩn xác. Xe 8 tuần 6. Vâng, xe là pháo 1 bình 5. Vòng về, đâm chiếu, giật về, bắt tốt đầu. Rất nhanh. Thời gian là tương đối cân bằng. Trong những trận đấu đầu tiên của trạm cờ đất Việt, do ánh nắng và sự sắp xếp của đội ngũ quay phát chưa được chuẩn, cho nên là đồng hồ
hơi khó nhìn một chút và rất mong quý vị khán giả thông cảm. Cái điều này sẽ được khắc phục ngay ở trong chương trình tới. Vâng, tuy nhiên là mình còn là cái đỏ ra rất là ưu thế. Bây giờ thì tôi nghĩ là dễ hòa rồi. Đỏ vẫn đang xe 2 tốt, tôi nghĩ là vẫn đang như thế trong bất kỳ tình huống. Vâng, bây giờ thì quá nguy hiểm rồi. Cờ này nếu đánh chuẩn được, cờ chắc thắng rồi bên đỏ. Cờ chắc thắng luôn. Bây giờ đi thêm một con tốt nữa sang sông rồi mở mặt là khả năng gãy tượng rất cao. Rất luôn cuộc. Bình 3 tấn 1. Tôi thấy có vẻ như là bên đỏ chưa tận dụng được mặt tướng, đúng không thưa anh Cường? Không, tôi nghĩ là cứ áp sát tôm vào. Cứ áp sát vào. Tại vì mở mặt tướng là để cho con tốt áp sát dễ đấy. Có thể là mở mặt tướng thì có thể là tốt 3, mình 4 được, tốt 4 tấn 1 được, không xích không. Rất là khó xử lý. Bình 3 tấn 1, bình 2 tấn 1. Tiếp tục xuống, đi cờ. Rất căng thẳng. Mặc dù đã nhắc nhở rất là nhiều nhưng mà hai cầu thủ, đặc biệt là anh Tư đi cờ rất là mèo. Nước cờ sẽ tốt ra, nước đen nó bỏ nước cờ. Bên đỏ có thể sẽ tốt cánh cái này vào. Trong tình huống như này nếu mà đánh chính xác là đỏ sẽ dần dần chuẩn đoán đi 21 đẹp điểm. Vâng, có thể sẽ là binh 7, binh 6. Nếu như xe 6, binh 4 thì sẽ là binh 3, binh 4. Rất khó cho bên anh. Đỏ có thể đưa xe ra biên, đưa xuống dàn kiểu để dây tốt vào. Anh Kiên phải trông chờ vào thời gian và 30 nước, không ăn cây, không mắt tướng để có thể thủ hòa. Lưu ý lại là ván cờ này hòa thì người đi sau sẽ giành quyền vào vòng sau. Vâng, sẽ là xe 6 bình 2. Xe 6 bình 2. Vâng, một nước cờ không hay cho bên đỏ. Xe 6 bình 2, nếu như xe 4 ăn tốt thì sẽ là bình 3 bình 4. Thì khả năng là bên đèn sẽ mất xe hay. Hai cơ hội rất lớn đây với lão tướng Đỗ Văn Tư. Ông đã không nhìn ra. Hai nước cờ dùng xe tốt rất đơn giản. Trong một hình cờ bên đang đưa ra một hình cờ xe cờ sĩ và đúng hình cờ hòa xe tốt rồi. Vâng, phải nói là cờ tàn. Cờ tàn anh Kiên nắm. Cờ tàn anh Kiên nắm cũng rất là vững. Vâng, nếu như bên đây có rất cẩn thận ra thì thấy cũng chỉ là hòa mà thôi. Vâng, đứng như vậy coi bên đỏ cơ hội thì không được. Rất đáng tiếc cho lão tướng. Bây giờ quá đáng tiếc. Hai ván đấu có thể nói là thắng lợi 10-10. Ông đã bỏ lỡ. Đi chung cuộc khai cuộc rất hay, nhưng đến tàn cuộc thì lại không chuẩn. Tôi cho rằng đây là áp lực tâm lý thôi. Còn về chắc chắn là nếu như ván này không giành thắng lợi thì anh Đỗ Văn Tư sẽ phải dằn vặt bản thân rất là nhiều bởi những cái nước cờ ở trình độ anh Đỗ Văn Tư là chắc chắn Đỗ Văn Tư chắc chắn là đi được. Vâng, cũng có lẽ là cái lần đầu tiên là anh ngồi thì nó cũng chặn cờ cho nên anh có thể tâm lý trong một số tình huống và một pha tấn công một thứ chính xác và dẫn đến là cơ hội cho bên đen đỡ được hòa một cờ này. Vâng, cứ thơm cứ thợ thì lại thụt, thì lại thụt nên đỏ không có cách nào khác. Cờ này cờ hòa hình hòa rồi. Như anh Cường phân tích là anh kia đã đưa đúng hình cờ hòa, bỏ tượng đi vẫn hòa. Không có vấn đề gì cả. Không giải gì là bên đây bỏ tượng đi thì lại đến bản đầu. Vâng. Thì mỗi nước đi cộng 3 giây cho nên tôi nghĩ là không thể đánh hết giờ được đâu.
Đạo tướng Đỗ Văn Từ vẫn đang tìm cách đi xe rất nhiều vòng đi vòng lại để tìm cách để phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương. Vâng, trong một nước cờ, một cái pha cờ mà mặt tướng của bên đỏ, cái bên em không để ý sẽ là bình 4, bình 5, chủ tướng. Bên cờ cạnh. Chủ tướng sẽ về lấy văn, không sao, không vấn đề gì cả. Vâng, và bàn cờ đã hòa, xin chúc mừng bang chủ Nguyễn Văn Kiên. Và xin được chia sẻ nối tiếp nuôi với cả lão tướng Đỗ Văn Tư. Xin hẹn gặp lại ông và những người bạn trong một giải đấu sang năm.